Vào giữa tháng 5, nền tảng phân phối và sản xuất phim truyền hình hàng đầu xứ Trung IWG đã xả kho tới tấp với loạt poster và trailer siêu xịn. Và dáng vẻ nên có của tình yêu cũng là một trong số những dự án đang được mong chờ cùng tin đồn Angela Baby sẽ sắm vai nữ chính, sánh đôi cùng nam thần lại quán lầm. Thế nhưng ngay khi vừa tung poster, dáng vẻ nên có của tình yêu đã khiến cư dân mạng đùng đùng nổi giận khi phát hiện giống poster siêu phẩm A Rainy Day in New York, Một Ngày Mưa ở New York. Đây là bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn qua phần thể hiện xuất sắc của Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna và Liev Schreiber. Bộ phim từng được công chiếu tại nhiều cụm rạp trên khắp thế giới vào năm 2019. Poster dáng vẻ nên có của tình yêu cũng dùng hình ảnh chiếc ô đỏ che khuôn mặt hai nhân vật chính, giống hệt với concept của Timothée Chalamet và Elle Fanning trong A Rainy Day in New York. Thậm chí khán giả còn nhanh ý phát hiện ra màu váy của hai nữ chính trong hai poster gần như copy and paste, tức sao chép và dán. Hai poster phim giống nhau đến nỗi cư dân mạng phải gào lên, sợ người ta không biết mình đạo hay sao. Dáng vẻ nên có của tình yêu mang nội dung xoay quanh mối tình chị em của Doãn Diệt Khả và Từ Quan Hề. Trong lối sống hiện đại cầu toàn, Diệt Khả quán xuyến chu toàn cả công việc, công ty lẫn gia đình. Cô quan tâm đến tất cả mọi người nhưng lại quên không chăm lo cho chính mình. Mãi đến khi gặp được Từ Quan Hề, chàng du học sinh trẻ tuổi về nước, Diệt Khả mới cảm nhận được hơi ấm tình yêu. Theo nhiều nguồn thông tin, nữ chính của bộ phim ngôn tình này sẽ do Angela Baby đảm nhiệm. Nam chính là Lại Quán Lâm. Bộ phim hiện đang trong quá trình chuẩn bị và dự kiến bấm máy vào quý 3 năm 2021. Trước đó, bộ phim cổ trang Tiên Hiệp Trần Duyên của Angela Baby cũng đã bắt đầu khởi quay. Dân tình cũng không khỏi xôn xao trước nhan sắc cùng tạo hình của hai nhân vật chính. Chưa bàn đến vấn đề diễn xuất, nhan sắc của Mã Thiên Vũ Angela Baby đúng là cực phẩm và không thể chê vào đâu được. Fan hâm mộ cũng rất chờ đợi vào lần hợp tác này của cặp nam thần mỹ nữ cổ trang đình đám này. Hy vọng khi phim lên sóng sẽ đạt được thành công lớn. Angela Baby tuy có trong tay nhiều tài nguyên tốt hơn Mã Thiên Vũ, nhưng vì diễn xuất quá tệ đã ảnh hưởng đến danh tiếng của cô trong ngành. Được biết, thời gian gần đây, bà xã Huỳnh Hiểu Minh không chỉ giảm giá thù lao mà còn sẵn sàng nhận vai chính nhị phiên hay cả những vai phụ. Cách đây không lâu, bộ phim Tòa Nhà Chọc Trời mà Angela Baby đóng nữ phụ lên sóng. Diễn xuất của cô cũng được đánh giá là tiến bộ khá nhiều. Tuy nhiên, vẫn có không ít netizen chưa hài lòng với diễn xuất của cô nàng, cho dù cô có được đại hoa đáng Trương Tử Di khen ngợi đi chăng nữa. Trần Duyên là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Yên Phủ Giang Nam do Mạc Thiên Vũ và Angela Baby đóng chính. Phim xoay quanh hai nhân vật Cố Thanh, Angela Baby và Ngâm Phong, Mã Thiên Vũ. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại dòng phim cổ trang của Angela Baby sau 4 năm kể từ cô Phương Bất Tự Thưởng. Phim đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu chính thức.